Chào mừng mọi người đã đến với kênh Xuân Mặn Germany. Hôm nay Mặn ăn bữa cơm rau mắm thôi mọi người. Thì Mặn xin mời tất cả mọi người cùng dùng bữa với Mặn nha. Hôm nay ở nhà có một mình thui thủi với mọi người. Chồng thì đi làm, con thì đi học. Mặn thì hãng xưởng ít việc làm quá cho nên cứ nghỉ phép hoài với mọi người. Nhưng mà nghỉ phép ở nhà cũng không có được rảnh rơi đâu. Đi chợ, nấu ăn, đưa con đi học, đón con về, tắm rửa, ăn uống, chăm lo. Cũng đã hết công việc rồi. Nhưng mà có điều là Mặn thông thả hơn lúc đi làm chút xíu. Nếu mọi người thấy thích kênh Gia Đình Mặn, vui lòng cho Mặn xin một like và một cái đăng ký để xem cũng như ủng hộ những cái video tiếp theo của Gia Đình Mặn nha. Ngoài chân nước mắm nè, mắm ngon ghê luôn mọi người. Mắm mặn giả ớt, tỏi, chanh, đường, bột ngọt, mắm chua cay. Cơm đây là cơm nguội với mọi người, hôm qua còn cái này nè mọi người, ở bên đất này gọi là khúc chini nha, nhưng mà ở Việt Nam mình thì mình nghĩ là bí non á mọi người, không phải bí đỏ đâu nha, bí non mình cũng không biết nói sao, nhưng mà nó giống như bí á. Luộc chín tới ăn ngon luôn, giòn ngọt. Rồi mọi người, ai mà ở Đức á thì bây giờ mùa lạnh nè, nhà ai gần tiệm Andy đúng không, mua chạy ra mua hạt dĩa gì ăn. Hôm nay không biết gì sao hạ giá suốt luôn. Bình thường Mặn mua hàng mỗi năm trước đó nha, thì Mặn mua 10 đồng 10 euro một ký, tính ra bạc 25 á thì 250 một ký. Hạt dĩa này nè mọi người đó. Nhưng mà không biết vì sao cái năm này hạ giá suốt luôn, 5 đồng ký, chưa tới 5 đồng, 4 đồng 99 ký cho 5 đồng ký, thì có mới con trăm mấy à, rẻ quá chừng luôn. Mỗi năm thì ăn cho đỡ thèm thôi mọi người, chứ đã thì không không đã, tại vì nó mắc quá đó. Nhưng mà năm này Mặn ăn vừa đã thèm mà vừa sướng luôn á mọi người, nói chung nó rẻ quá, tại sao mà nó mang quá rẻ luôn. Mà không biết gì sao năm nay rẻ dữ không biết. Ớt này mà mua ớt à. Ớt đây là ớt của Thổ mọi người. Nhưng mà ở trong tiệm Leader Andy đều có bán hết nha. Ớt này ớt ngọt. Trong có hộp, ít hộp lắm. Nấm, mà mua nấm mà lúc nó ái nó còn trắng, tự nhiên luộc cái nó đen. Cơ thể mình á, ăn thịt ăn cá nhiều quá đó, lâu lâu cũng phải ăn rau cỏ nhiều cho mọi người, cho nó bổ sung. Giờ mà ăn này là cải này là cải Đức nha mọi người, chứ không phải cải Việt Nam. Cải này cũng gọi là cải ngọt á. Mặn luộc nguyên củ luôn.
Đỡ cay ngọt. Nhưng mà mình luộc mà đừng có chín tới, đừng có chín, luộc mới chín chín tới mình ăn như vậy này, mà luộc như vậy ăn nó còn có chút độ nhẵn nhẵn nha mọi người, giống như đang đếm nhẵn nhẵn á. Nhưng mà mặn thích ăn vậy á, nó ngon. Này broccoli tiếng Việt Nam mình là bông cải xanh. Cái cành của nó mọi người đừng có bỏ nha, hay cần nói nè, nó rất là tốt vitamin không á, cắt cái dưới cái cùi nó dè bỏ, nhưng mà khúc trên á nó ngon. Còn có dưa leo nữa. Bữa nay bổ sung cơ sở toàn là rau, chắc xanh bụng luôn quá. Ông ba mặn á, mỗi lần mà ăn rau cỏ nhiều ổng nói kỳ này xanh bụng à. Nắm được ngọt hơn. Có nấm đùi gà càng ngon hả mọi người? Nấm đùi gà, nấm kim chi. Ở chỗ mình sống á, hiếm đó. Rau cỏ của Việt Nam cũng hiếm. Đồ ăn của Việt Nam cũng hiếm. Rồi, mình hạt dĩa này mình nướng à. Mình cắt cái đít nó nè mọi người. Cắt cái đuôi nó. Mình xem bỏ nướng. Dở lột mà dở ngon, chín mà ngon lắm. Ôi, no quá. Lâu ăn về mà ngon mọi người. Cái ngọt á, tươi. Mùa này hạt dĩa, quýt, trái cây, trái hồng rất là nhiều luôn á mọi người. Ở bên này trái cây đồ, tới mùa nào ăn theo mùa đó. Tới đầu mùa thì nó hơi đắt một chút, nhưng mà giữa mùa đồ á mọi người, trời ơi, rẻ lắm luôn á.
lúc mà hồi mà ở Việt Nam á mọi người được có trái cây dày mà ăn hiếm lắm, ăn toàn là ổi mà ổi ổi già, mọi người ở nhà có trồng cái ổi với trái cây mận nữa mà nó chưa kịp ra, nó chưa kịp già, chưa được chín là mận đã hái mà ăn hết rồi. Trời bữa nay ui ui thời tiết dở quá, lạnh, mưa, gió. Ăn đây cẩn thận nha mọi người, dở bị mắc nghẹn á, nó còn bùi hơn là cái hột mít nữa đó mọi người. Những ai mà đã ăn hột mít luộc cái hột mít nướng rồi thì mới biết nó còn bùi hơn. Mình nói về độ ngon thì mỗi cái nó ngon khác nhau nha. Đối với mặn đồ ăn là mặn lấy cái gì cũng ngon hết trơn á. Thôi mọi người, thì mặn cũng chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã dành chút xíu thời gian xem clip của mặn cũng như gia đình mặn. Hẹn gặp lại mọi người ở những clip sau nha. Bye bye.